Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đánh giá trên của tờ New York Times dựa trên hình ảnh vệ tinh của Planet Lab về những đường hào thô sơ thưa thớt nằm ở khu vực phía tây Abdika mà Ukraine đang cố gắng bảo vệ. Những tuyến hào này thiếu nhiều công sự bổ sung và có thể giúp cản bước xe tăng Nga và bảo vệ những con đường chính cũng như các vùng địa hình quan trọng. Abdiivka đã trở thành một vùng giao tranh khốc liệt và bế tắc trong suốt 9 tháng khi Nga chiếm được thành phố này vào tháng 2, chiến thắng lớn đầu tiên của họ kể từ tháng 5 năm ngoái. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã bảo đảm được các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố. Nhưng sau đó, các lực lượng Nga tiếp tục chiếm được 3 ngôi làng ở phía tây Adipka chỉ trong vòng 1 tuần và họ đang tranh giành ít nhất một ngôi làng khác. Các quan chức Mỹ nói riêng rằng họ lo ngại Ukraine đã không củng cố các tuyến phòng thủ sớm hoặc đủ tốt và giờ đây nước này có thể phải đối mặt với hậu quả khi các đơn vị Nga tiến chậm nhưng đều bước ra xa hơn Adipka. Tình báo quân sự Anh vừa qua cho biết lực lượng Nga đã tiến thêm khoảng 6 km từ trung tâm Adipka, một bước tiến nhỏ nhưng nhanh bất thường so với các hoạt động tấn công trước đó. Các chỉ huy Ukraine đã có nhiều thời gian để chuẩn bị phòng thủ bên ngoài Adipka. Khu vực này bị tấn công kể từ năm 2014, và Ukraine đã kiểm soát khu vực kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát. Nhưng hệ thống phòng thủ của Ukraine bên ngoài Adipka cho thấy những công sự thô sơ bằng đất thường có rãnh nối để quân bộ binh tiếp cận các vị trí bắn gần kẻ thù nhất, ngoài ra rất ít. Có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Ukraine thiếu khả năng phòng thủ. Các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho biết, giới chức Ukraine có thể đã quá tập trung vào các hoạt động tấn công vào năm ngoái, thay vì dành các nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nhiều chiến hào và bẫy xe tăng, như các kỹ sư Nga đã xây dựng từ cuối năm 2022 ở miền nam nước này. Serhiy Horatsky, một đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu cho biết, ai quan tâm và ai coi đó là một lựa chọn, bởi vì đó là một lựa chọn rất tốn kém, xây dựng các tuyến phòng thủ không có ai cả. Lưu ý rằng Ukraine có rất ít nguồn lực dự phòng vào thời điểm đó. Các quan chức Mỹ cho biết cũng có thể có yếu tố tâm lý nếu quân đội Ukraine giải mìn dày đặc ở một số khu vực nhất định để cản trở bước tiến của Nga, thì đó sẽ là sự thừa nhận ngầm rằng họ khó có thể thực hiện các hoạt động tấn công ở cùng khu vực đó trong tương lai. Trong diễn biến khác, ông Zelensky trả lời khi được hỏi về các nỗ lực để ám sát ông. Họ nói đã có hơn 10 vụ ám sát nhắm vào tôi, nhưng đây là những con số do các quan chức cơ quan, đặc biệt là cơ quan tình báo đưa ra. Tôi phải thừa nhận, tôi thực sự không đếm chúng. Đối với tôi, ở Ukraine, tất cả người dân của chúng tôi, quân nhân ở mặt trận đang mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày. Dân thường cũng gặp nguy hiểm hàng ngày, do các cuộc tấn công giống như những cuộc tấn công vào Odessa yên bình. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng mạng sống của ông cũng gặp nguy hiểm như bất kỳ công dân Ukraine nào khác. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng bản thân ông cũng sống trong điều kiện giống như những người Ukraine khác. Vừa qua, Nga bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Odessa, khiến 5 người thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Zelensky cùng với Thủ tướng Hy Lạp Kira Skot đang có chuyến thăm chính thức tới thành phố. Được biết, một tên lửa của Nga đã rơi cách đoàn chỉ 500 mét, lúc đó đang ở khu vực cảng. Truyền thông Nga ngày 5 tháng 3 công bố video cho thấy lực lượng nước này phóng tên lửa đã đạo Iskander, phá hủy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS ven khu rừng gần làng Nikanoroka thuộc tỉnh Donetsk. Pháo HIMARS và các phương tiện đi cùng bốc cháy dữ dội sau khi bị tập kích. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine ngày 8 tháng 3 cho hay, phải mất rất nhiều thời gian để can chỉnh mục tiêu cho một tên lửa Iskander như vậy. Ông cho biết, dĩ nhiên pháo HIMARS luôn hoạt động ở hậu phương và chúng ta thấy rằng tình báo Nga đang nỗ lực săn lùng tổ hợp này. Ivan Stupak, cố vấn Ủy ban Tình báo Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Ukraine nhận định, Nga dường như triển khai vụ tập kích với hỗ trợ từ máy bay không người lái Dran tầm cao. Một mặt đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của Nga Mặt khác, điều này chứng tỏ Ukraine đang thiếu các trạm radar tinh vi lẫn các tổ hợp phòng không tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị trên mặt đất. Thỉnh thoảng, chúng tôi thu được bằng chứng cho thấy Doran Nga xâm nhập sâu 50 km. Dù chưa thể giúp Ukraine cân bằng hỏa lực trên chiến trường với Nga, nhưng pháo HIMARS vẫn cho thấy hiệu quả nhất định khi được sử dụng. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu năm thông báo vừa triển khai hệ thống radar phản phá mới, hiện đại nhất đến Ukraine để giúp phát hiện các vị trí đặt pháo, rocket của đối phương. Chớ chiều thay, chỉ vài giờ sau, pháo HIMARS của Ukraine đã phá hủy một hệ thống radar này. Nội dung được đăng trên mạng xã hội của quân đội Ukraine kèm theo một video do máy bay không người lái quay. Đã đến giờ của HIMARS, một cú bắn hoàn hảo phá hủy một hệ thống radar phản pháo 1K148 Zachet AV trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ của Nga. Cuối tháng 2, lực lượng Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích nơi đơn vị hải quân đánh bộ Nga tập trung diễu duyệt. Các quân nhân thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 155 Nga tập trung đội hình để cấp trên kiểm tra và tổ chức diễu duyệt tại khu đất trống tại thị trấn Elendoka, tỉnh Donetsk. Cách tiền tuyến miền đông Ukraine khoảng 12 km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo và lực động cơ cao HIMARS. Một máy bay không người lái cỡ nhỏ Dron của Ukraine phát hiện đội hình lính Nga đang tập hợp giữa ban ngày và lập tức chuyển tọa độ cho khẩu đội HIMARS gần đó, hai rocket M3031 mỗi quả chứa 182.000 viên đạn bì nhanh chóng được khai hỏa từ pháo HIMARS xuống mục tiêu. Truyền thông Ukraine cho hay cuộc tập kích khiến 19 quân nhân nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn 155 là đại tá Mikhail Guskov bị thương. Theo The Washington Post vào cuối tháng 2, Nga đã nắm quyền kiểm soát Adika, nơi có dân số khoảng 30.000 người, đánh dấu việc họ giành được lãnh thổ đáng kể nhất trong nhiều tháng qua. Bị áp đảo về số lượng và vũ khí, các binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố đã phải đối mặt với việc liên tục bị bắn phá và chống trả các đợt tấn công của quân đội Nga trước khi họ được lệnh rút lui vào ngày 17 tháng 2. Bảy binh sĩ Ukraine đã trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post về việc họ đã thoát khỏi việc thiệt mạng trong gang tấc khi rút khỏi Adipka. Một người lính 21 tuổi được gọi với tên Major, mô tả việc anh ta buộc phải chỉ huy đơn vị của mình sau khi đến Adipka vào trung tuần tháng 2 vì không còn ai có cấp bậc cao hơn. Major chia sẻ với The Washington Post rằng người Nga đã bắn pháo rất chính xác vào đơn vị của anh trong khi họ đang bảo vệ các tuyến đường sơ tán. Sau đó, sau khi đơn vị của Major rút khỏi Adipka, người lính này đã chứng kiến một đoàn xe bị pháo binh Nga tiêu diệt. giờ nhớ lại, đó chỉ là một đoàn xe chở người, một đoàn xe gồm những người đàn ông xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Và trước mắt chúng tôi, đoàn xe này đã bị pháo binh quét sạch, những người đó ở độ tuổi của tôi từ 20 đến 30. Những người lính Ukraine khác kể lại với The Washington Post rằng họ đã suýt đối mặt với sự thiệt mạng khi cố gắng rút khỏi thành phố. Svet, một quân nhân 44 tuổi, kể về việc một UAV lao thẳng vào chiếc xe chở ông và ba người bị thương khác đang rút quân. Họ may mắn thoát chết. Kapka, 23 tuổi, được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà máy than hóa chất Aripka. Anh cho biết đơn vị của mình đã phải đối mặt với những cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ Nga. Anh ước tính khoảng 3 phần tư số binh sĩ Nga mà anh đối mặt đã được huấn luyện quân sự tốt. Tuy nhiên, chỉ hơn một nửa số quân trong đơn vị Kapka có kinh nghiệm chiến đấu. Anh kể về việc đã gặp một đơn vị mất liên lạc với chỉ huy và không hay biết về lệnh rút quân. Các ca cho rằng lệnh rút quân lẽ ra phải được đưa ra sớm hơn vài giờ đồng hồ thì sự hỗn loạn mà anh phải chứng kiến có thể đã khác. Sự sụp đổ của Adipka xảy ra trong bối cảnh viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, trong đó bao gồm 60 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được thông qua do mâu thuẫn nội bộ giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thiệt hại lớn nhất của Ukraine là tại trung tâm thị trấn adipka do bị không quân Nga oanh tạc. Sama, 36 tuổi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập 25 của Ukraine cho biết, khi theo dõi các đơn vị của mình từ sở chỉ huy, một số lữ đoàn mất liên lạc với các đơn vị bị ném bom. Saman kể thêm, một nhóm quân nhân rút tới một ngôi nhà và đã tử vong toàn bộ khi bị một quả bom lượn của Nga đánh trúng. Việc Nga chiếm được adipka là thắng lợi lớn nhất của Nga trong vòng 9 tháng qua, và là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Ukraine đang thiếu thốn cả đạn dược và quân nhân. Không có số liệu thống kê chính thức về thương vong Ukraine ở Adipka, nhưng các chỉ huy cho rằng hàng trăm người đã tử vong khi thị trấn thất thủ. Đài truyền hình nhà nước RRT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Aridas Anusaukas sau một cuộc họp báo ở Vinyos rằng năm nay hệ thống phòng không luân phiên Patriot sẽ đi vào hoạt động ít nhất là một phần. Ông cho biết thêm, mục tiêu của chúng tôi là triển khai luân phiên để làm nhiệm vụ tương tự nhiệm vụ tuần tra trên không. Nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng và giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi. Sứ mệnh tuần tra trên không mà ông đề cập đến là các chuyến bay tuần tra của máy bay NATO ở không phận Litva, Latvia và Estonia, các nước vùng Baltic litva là một thành viên của nato có trung đường biên giới với lãnh thổ kaliningrad của nga và với belarus năm ngoái mỹ và các nước đồng minh ở châu âu đã chuyển giao một số khẩu đội patriot cho ukraine như một phần trong nỗ lực hỗ trợ kiev đối phó với moscow khối do mỹ dẫn đầu đã triển khai thêm lực lượng tới đông âu và các nước vùng baltic trong những năm gần đây viện dẫn kế hoạch quân sự của nga ở ukraine Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng trước cảnh báo rằng Liên minh phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ. Ông Stoltenberg cũng hoan nghênh khi các thành viên châu Âu của NATO ký hợp đồng mua 1.000 tên lửa Patriot để tăng cường khả năng phòng không. Trước mối đe dọa từ Nga, ông gọi đây là khoản đầu tư kịp thời nhằm tăng cường an ninh của Liên minh. Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác của khối này với Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay. Các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow coi các đơn vị quân đội NATO gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia. Hồi tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng việc đồn trú thêm lực lượng nước ngoài ở Litva chỉ dẫn đến căng thẳng quân sự gia tăng. Ở diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đăng trên trang web hôm 8 tháng 3. Đại sứ quán đang theo dõi thông tin những kẻ cực đoan có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, trong đó có các buổi hòa nhạc công dân Mỹ được khuyến cáo tránh xa các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Sứ quán Mỹ đưa ra cảnh báo vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhằm vào một giáo đường do Thái ở Moscow. Theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. FSB cho biết nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường do Thái ở Moscow. Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Canada, Hàn Quốc và Latvia đã lặp lại cảnh báo của Washington và đề nghị công dân không tới Nga. Hầu hết các nước phương Tây đều khuyến cáo công dân không đến Nga và đề nghị rời đi nếu đang ở quốc gia này. Mỹ ban bố cảnh báo đi lại ở mức 4 với Nga, mức cao nhất tương đương cấp độ cảnh báo Washington áp với Afghanistan, Syria, Yemen, Nam Sudan và Iran.